được sự ủy nhiệm của Cục Thể dục Thể thao và sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã tổ chức giải vô địch boxing toàn quốc năm 2024. Về tham dự giải có 351 vận động viên thuộc 38 tỉnh thành ngành có phong trào tập luyện boxing mạnh trên toàn quốc. Trong ngày khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu vòng loại theo thể thức bốc thăm phân cặp đấu loại trực tiếp ở cả bảng nam và nữ theo hai nhóm tuổi 17-18 tuổi và 19-40 tuổi. Ở hai lứa tuổi cho cả nam và nữ, các vận động viên nam thi đấu ở 28 hạng cân từ 44kg đến 92kg, ở bảng nữ thi đấu ở 26 hạng cân từ 42kg đến 81kg. Đây là giải thi đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm kiểm tra trình độ, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên boxing các tỉnh thành ngành trên toàn quốc. Qua đó, phát hiện tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để bồi dưỡng đào tạo tham dự các giải quốc tế. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2024.